chuột túi đưa thư, lời khuyên của chuyên gia, sống có trách nhiệm là đức tính mà một công dân tốt cần có để trở thành người có ích cho cộng đồng và xã hội. Cần giáo dục các bé mầm non ngay từ nhỏ tinh thần trách nhiệm, không sợ khó khăn, đã làm phải làm đến nơi đến chốn. Tuyển người, cần tuyển người đưa thư. Chuột túi nay đã lớn rồi, cậu ấy muốn tìm một công việc nào đó có ích. Đúng lúc đó, bưu điện đang cần tuyển nhân viên đưa thư chuột túi không trần chừ nữa nhanh chân ứng tuyển luôn chào chuột túi cháu thấy mình có những ưu điểm gì nào bác voi giám đốc biêu điện ân cần hỏi dạ thưa bác trước bụng của cháu có một cái túi chuột túi trả lời cháu có thể nhét thư vào trong rất an toàn ạ à. cháu lại chạy rất nhanh nữa đảm bảo có thể chuyển thư kịp thời đến cho mọi người ạ à. tốt lắm bác voi rất tâm đắc nhưng mà làm một nhân viên đưa thư ấy, quan trọng nhất là phải có trách nhiệm đấy cháu thấy mình thế nào dạ cháu nghĩ mình làm được ạ à? chuột túi tự tin trả lời rất tốt bác chọn cháu làm nhân viên đưa thư mới của bưu điện nhé bác voi nói rồi nở một nụ cười đầy mãn nguyện vậy là chuột túi đã chính thức nhận nhiệm vụ đi chuyển thư xem ra cậu ấy rất yêu thích công việc này một ngày nọ cô ngựa văn giao cho chuột túi một bức thư nhờ chuyển phát nhanh Chuột túi, giúp cô chuyển bức thư này đến tận tay chú nhà cô nhé. Dạ vâng, cô cứ yên tâm ạ. À. Chuột túi vui vẻ nhận lời. Thế nhưng chuột túi không biết rằng tìm được chú ngựa văn chẳng hề dễ dàng chút nào, bởi vì chú ngựa văn là một nhà thám hiểm. Hôm nay có thể ở nơi này, mai có thể di chuyển đến nơi khác, nay đây mai đó chẳng biết đường nào mà tìm. Bỗng bạn chim non đến báo tin cho chuột túi, mấy hôm trước ở công viên quốc gia Kenya, bạn ấy có thấy chú ngựa văn. Chuột túi vừa nghe thấy vậy, lập tức khởi hành đến Kenya. Cậu ấy nhảy tưng tưng trên đường nhanh như chớp. Nhưng khi đến công viên Kenya thì chú ngựa vằn đã không còn ở đấy nữa rồi. Bạn Hiêu Cao Cổ nói với chuột túi rằng chú ngựa vằn đã đi tiếp đến Ai Cập để thám hiểm sông Nin huyền bí rồi. Chuột túi nghe xong, lập tức khởi hành đến Ai Cập để đuổi kịp chú ngựa vằn. Chú ấy lại nhảy tưng tưng trên đường nhanh như cắt nhưng khi chuột túi vừa đến bờ sông ninh thì chú ngựa vằn cũng không còn ở đấy nữa rồi bạn dù con nói với chuột túi rằng chú ngựa vằn đã đi về phía trung quốc để tham quan vạn lý trường thanh rồi chuột túi nghe vậy bèn học tóc đến trung quốc cậu ấy lại nhảy tưng tưng trên đường nhanh như gió cuối cùng chuột túi cũng đến trường thanh rồi thấp thoáng thấy bóng chú ngựa vằn xa xa chuột túi vội nhảy tới phía chú ấy đưa bức thư mà cô ngựa vằn nhờ chuyển đi Chú ngựa văn vừa đọc xong thư, liền nở nụ cười hạnh phúc. Bà xã chú sắp sinh em bé rồi chuột túi ơi, cảm ơn cháu nhé, chú phải kết thúc chuyến đi sớm ở đây để về chăm sóc cho bà xã thôi. Chú ngựa văn gói ghém hành lý, hối hả chuẩn bị về nhà. Bỗng chú ấy ngoảnh đầu lại, vỗ vai chuột túi dễ mến. Cảm ơn cháu nhiều lắm, chàng đưa thư trẻ tuổi ạ, à. cháu là người rất có trách nhiệm đấy. Lời mẹ dạy. Để hoàn thành nhiệm vụ chuyển bức thư cho chú ngựa văn, chuột túi đã không quản ngại khó khăn, rong ruổi trên khắp các nẻo đường từ công viên quốc gia Kenya đến sông Ninh huyền bí của Ai Cập, rồi từ sông Ninh chạy ngược đến vạn lý trường thành ở Trung Quốc. Cuối cùng, cậu ấy cũng tìm được nhà thám hiểm là chú ngựa văn. Quả là một chú chuột túi